Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nhà mình nha. Cây này rất là già luôn. Đây, nước da của nó này. Rất là già, đen kình luôn nha mình. Đây cành cũng rất là quái nha. Sống khỏe nhà mình yên tâm luôn. Cây này có mã số là 115. Có số đo tổng hoành này là 48 nha. Cây cao là 27. Tán ngang là 70 nha. Cây đang nằm cái chậu lọt lòng là 33. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 950 bao ship không chậu nha nhà mình. Cây này giao lưu không chậu nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị kim cương đen. Tay cành cũng rất là già nha. Cốt tay nè. Thật ra là cây này đã giao lưu trước Tết rồi mà khách hẹn qua Tết lấy mà không nghe phản hồi. Thì mình giao lưu lại thôi. Thì mau mắn nó ok hơn. Sòng phẳng. Nhà mình xem tham khảo nha. Cẩm thị. Cây rất là già luôn nha mình. Về mình lên cái chậu khác cho em nói nha. Rồi mã số 115. Nhà vườn xin giao lưu là 950 bao ship không chậu nha nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.